Hello em. Hello anh. Hôm nay quay Winner đi, tại thấy có rất là nhiều bạn đang muốn mua dòng xe Winner này nè. Tại vì dòng xe này hiện tại đang rất hot trên thị trường luôn. Cái thứ nhất là theo anh nghĩ các bạn thích mua, cái thứ nhất là rẻ. Cái thứ hai nữa là cái dòng xe Winner này nó đẹp và nó có nhiều cái tính năng nó rất là nổi trội hơn cái dòng xe khác. Theo em nghĩ thì sao? Dạ đúng rồi, tính năng đầu tiên nó khác những dòng, nó khác với những dòng xe khác là cái lo kèn nó ở đằng trước nè. Kèn xe nó nằm ở trong cái lỗ này các bạn. Cái lỗ này nhìn nó giống như cái tổ ong vậy đó. Và cái tính năng thứ hai là bô zin mà cái mã lực nó còn hơn bô độ nữa mọi người. Đó, bô nổ bẹn. Thì so với những cái phiên bản cũ thì dòng Honda Winner V3 đã thiết kế chúng ta có thanh mảnh hơn một xíu, là máy móc nó sẽ được vô trong một xíu, nó không còn lộ ra như những cái dòng cũ nữa nha. Rồi những cái dàn áo nó sẽ cứng cáp hơn nha, như là V2 thì dàn áo các bạn rò vô thì nó cũng hơi bị lung lay á, tại vì người ta đóng ốc mà, cái này dàn áo đã cứng cáp hơn nhiều rồi. Đúng rồi. Dạ. Và cái dòng xe này một cái điểm đặc biệt nữa là nó được trang bị cái phanh ABS nè anh em, nó rất là an toàn cho xe luôn, nó chống cho hình như là nó chống trơn trượt. Nói chung là chống trơn trượt cho anh em á, an toàn hơn ha. Thì đồng thời Winner V3 chúng ta cũng được trang bị chìa khóa smart key, phiên bản chìa khóa thông minh. Đó, rất là tiện lợi luôn ha. Đúng rồi, rất là nhiều tính năng luôn. Và kế đến là sẽ có đây nha, bên đây là cái ổ cắm sạc. Thì thường như những cái dòng ẹt á thì chúng ta còn phải mua thêm một cái cốc để mình cắm sạc, mà con này chúng ta chỉ cần một cái sợi dây thôi là đã sạc được dự phòng rồi đó. Ngoài màu xanh này ra mình thấy có cái màu tím này nhìn cũng rất là đẹp nè các bạn. Màu tím này nhìn cũng rất là đặc biệt luôn ha. Mà ngoài hai cái màu sắc này ra thì bên cửa hàng của em Lam cũng còn rất là nhiều màu khác luôn. Bạn nào mà muốn mua cái màu xe nào thì cứ liên hệ với em Lam. Em cho anh xin số điện thoại đi để bạn nào mà muốn mua xe dầu những dòng xe nào thì sẽ liên hệ với em ha. Dạ, thì hotline của em là 0971 570 522. Hotline này em có sử dụng Zalo nha. Nhớ nếu đã kết bạn Zalo thì hãy nhắn tin trước cho em để em thấy tin nhắn và em trả lời nhanh hơn. Và khi các bạn mua Winner X tại cửa hàng của em thì mức trả trước của con này chỉ có 4 triệu đồng là có thể mua được xe. Không phải riêng con này mà tất cả những dòng xe Winner luôn. 4 triệu đồng là có thể mua được xe. Chỉ cần 4 triệu thôi. Dạ. Rồi. Thủ tục thì chỉ cần căn cước công dân gắn chip thôi nha. Đó. Rồi ha. Rồi thì mình quay tới đây thôi nha các bạn. Bạn nào mà muốn mua xe thì cứ liên hệ với em Lam ha. Mình sẽ để số điện thoại bên dưới màn hình ha. Bye bye em. Dạ, bye bye.